Cô xin chào các em thân mến. Hôm nay cô làm clip này là để giải đáp bình luận của bạn trên YouTube. Đây, có bạn tên là Vũ Phương Anh nè, 15 giờ trước nè. Hỏi là cô ơi cho em hỏi có hai câu. Câu thứ nhất là mua nhập kho 500 kg vật liệu chính của công ty Bình Minh theo đơn giá mua chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 10% là 25 trên 1 kg. Sau khi trừ đi số tiền đã ứng trước, số còn lại công ty chưa thanh toán. Vậy có nghĩa là trước đó công ty đã trả trước tiền cho người bán. Đúng không? Rồi, trừ đi cái phần tiền ứng trước, số còn lại chưa thanh toán nè. Câu số 2, sau khi thanh toán bù trừ số tiền đã ứng trước cho công ty Bình Minh, công ty đã thanh toán nốt số còn lại bằng chuyển khoản thì định khoản như thế nào ạ? À? Mong cô giải đáp thắc mắc giúp con ạ. À. Rồi cô sẽ copy cái phần câu hỏi của bạn Vũ Phương Anh qua trang Excel. Chữ cho nó to lên rồi cô sẽ giải thích cho các bạn nha. Này, copy qua trang Excel nè. Này, nội dung câu hỏi của bạn như sau. Câu 1. Mua nhập kho 500 kg vật liệu chính của công ty Bình Minh theo đơn giá mua chưa thuế là 10 phần trăm là 25 trên 1 kg. Sau khi trừ đi số tiền đã ứng trước, còn lại công ty chưa thanh toán. Rồi định khoản như thế nào? Rồi giải. Rồi, ví dụ như vậy thì là trước đó công ty đã ứng trước tiền cho người bán. Trước nghiệp vụ này đó. Trước đó công ty đã trả trước tiền cho người bán. Trả trước tiền cho người bán có thể là bằng tiền mặt nè, bằng tiền gửi ngân hàng. Vậy thì mình định khoản là sao đây? Nợ nợ tài khoản 331. Đó. Rồi, có tài khoản. Một 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 nếu trả bằng tiền mặt. Đó. Rồi nếu trả bằng chuyển khoản là tài khoản 112. Rồi số tiền ở đây. Số tiền ở đây bạn Vũ Phương Anh này không có nói là tiền bao nhiêu, thí dụ như cô cho là ít đồng đi. À, số tiền đây là ít đồng. Đây cũng vậy. Đó. Rồi khi mua nguyên vật liệu nhập kho à, sau khi trừ tiền ứng trước số còn lại công ty chưa thanh toán thì cái toán định khoản nè. Câu số 1. Mua nguyên vật liệu C nè, về nhập kho. Rồi nợ tài khoản. Nguyên vật liệu nợ tài khoản 152. Dù này nguyên vật liệu C có thể là 152C. Rồi, thuế giá trị gia tăng thêm dòng nữa các em. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đầu vào là nợ tài khoản 133. Nợ tài khoản 133. Rồi, đây bạn có cho số tiền không? Các bạn nhìn coi bạn có cho tiền không? 500 kg, đơn giá là 25 1 kg, đơn giá chưa thuế. 500 nhân 25. 500 nhân cho 25. Rồi, thuế giá trị gia tăng 10%. Nhân cho 10%. Có tài khoản 331. Tổng số tiền. Đó. Tổng số tiền. Lúc đầu mình ứng trước cho người bán là ghi nợ 331 là ít đồng. À.
Tổng số tiền trên hóa đơn là có tài khoản 331 là 13.750 đồng. Vậy phần còn lại, chưa thanh toán, đúng không? Qua câu số 2 là mình sẽ thanh toán nốt. Sau khi thanh toán bù trừ số tiền đã ứng trước cho công ty Bình Minh, công ty đã thanh toán nốt số tiền còn lại bằng chuyển khoản. Rồi, thanh toán nốt số tiền còn lại bằng chuyển khoản. Nợ tài khoản 331 bằng tổng số tiền là 13.750 nè. Trừ đi số tiền đã ứng trước là ít đồng. Rồi, có tài khoản 112 thanh toán bằng chuyển khoản. 13.750 trừ đi. Đó, các bạn hiểu chưa nào? Rồi. Để hiểu rõ thì các bạn có thể vẽ chữ T ngoài nháp nè. Vẽ chữ T ngoài nháp. Tài khoản 331. Đây. Ba ba một. Rồi. Số tiền ứng trước. Câu số 1. Số tiền ứng trước là ít đồng. Ghi bên nợ. Rồi phải trả cho người bán tổng tổng giá trị phải trả cho người bán cho lô nguyên vật liệu này là 13.750. Này là ở câu số 2. Cũng câu số 1 chứ, câu số 1. Rồi. Này là trước đó. Này trước đó, thí dụ như là câu trước đó đi. Trước đó, ví dụ lúc đầu á, lúc đầu là mình ứng trước rồi. Rồi qua câu số 2, thanh toán nốt. Câu số 2, thanh toán nốt. Bên này. Phải trả giảm. Mười ba bảy năm mươi trừ đi Rồi, thanh toán hết thì số dư cuối kỳ nó bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 0 đúng không? Rồi, thanh toán hết thì số dư cuối kỳ bằng 0. Đó, không còn số dư nữa. 13 750. Đây là 13 750. Đó, hiểu chưa nào? Rồi, cô chiếu lại từ đầu nha. Đây, vậy là cô đã giải thích cho bạn Vũ Phương Anh nè. Đây, đối với bài này thì trước đó mình đã trả trước tiền cho công ty rồi, trả trước tiền cho người bán rồi, cho nên mình định khoản là nợ tài khoản 331 có tài khoản 11112. Đó, trước đó. Mình coi như là trước đó công ty đã trả tiền trước cho người bán rồi. Đúng không? Rồi, cho nên em mới hỏi được câu số 1 là đây, mua nguyên vật liệu nhập kho giá chưa thuế là 25 trên 1 kg sau khi trừ đi số tiền đã ứng trước số còn lại công ty chưa thanh toán. Đây là câu số 1. Đó. Khi mình cấn trừ thì số còn lại mình hiểu là chưa thanh toán là 13.750 trừ ít. Rồi câu số 2, sau khi thanh toán bù trừ số tiền đã ứng trước cho công ty thì câu số 2 thanh toán nốt bằng chuyển khoản, kế toán định khoản cái phần còn lại các em là nợ tài khoản 331 có tài khoản 112.
bằng tổng số nợ trên hóa đơn nè, 13.750 trừ đi ít cái phần đã ứng trước. Đó. Tại vì bạn không có nói rõ là ứng bao nhiêu cho nên cô cho nó là ít đồng đi ha. Vậy phần còn lại mình trừ nó ra. À, 13.750 trừ đi ít trả bằng chuyển khoản là có tài khoản 112. Vậy cô đã hướng dẫn xong giải đáp thắc mắc của bạn Vũ Phương Anh. Đây. À, bạn nào có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment ở dưới nha. Cô gộp lại cô giải thích một lần luôn ha. Này có một cái thắc mắc này thôi. Cô xin chào các em, chúc các em học tốt. Nếu các bạn thấy cô giải thích hay và dễ hiểu thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cô nha. Cô cảm ơn các bạn.